Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 8 năm 2023 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến đề án tăng thu ngân sách giai đoạn 2023-2025. Hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương gắn với chào năm mới và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11 sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8. Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố Cần Thơ có nhiều đổi mới, là điểm tựa vững chắc của đoàn viên người lao động. Người dân khu vực Thới Nhật 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều tiếp tục phản ánh về việc mùi hôi xuất phát từ bãi rác, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 7 tháng 8, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét cho ý kiến đề án tăng thu ngân sách thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương gắn với chào năm mới và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Các đại biểu thảo luận cho ý kiến về các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024, gắn với chào năm mới và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí, tuyên truyền đậm nét cho các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Về tờ trình đề án tăng thu ngân sách thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025 do Sở Tài chính chuẩn bị nêu rõ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết số 35/NQ-HDND của Hội đồng Nhân dân thành phố là 68.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 64.961 tỷ đồng. Các đại biểu cho ý kiến về các giải pháp tăng thu cũng như gợi mở thêm một số giải pháp. Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng ủy, Ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục xin ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trước khi phê duyệt để tổ chức thực hiện. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao đề án các giải pháp tăng thu, đồng thời cho rằng trong bối cảnh ngân sách khó khăn, mục tiêu của đề án đáp ứng được yêu cầu tăng thu, khơi thông được các dự án và quan trọng hơn là khi thực hiện đề án sẽ cải thiện được môi trường đầu tư, khơi thông được vấn đề pháp lý về đất đai, tài chính, thúc đẩy đầu tư phát triển. Ngày 7 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quản trị nước, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, kinh nghiệm điều hòa, phân bổ tài nguyên nước và cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước. Các đại biểu cũng thảo luận về phạm vi điều chỉnh của luật, về điều hòa phân phối tài nguyên nước, về đăng ký cấp phép khai thác, sử dụng hạn ngạch khai thác tài nguyên, về tuần hoàn tái sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, về hạch toán tài nguyên nước, dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, điều hòa phân phối tài nguyên nước, dịch vụ vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, dịch vụ quan trắc, giám sát tài nguyên nước, về bảo vệ và phục hồi nguồn nước, vân vân. Đại diện Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn có trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội thảo, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự luật tài nguyên nước sửa đổi để trình Quốc hội thông qua. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo về đầu tư cảng biển Trần Đề tỉnh Sóc Trăng. Và đến dự có đại diện các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về sự cần thiết hình thành cảng đầu mối dùng đồng bằng sông Cửu Long tại khu vực ngoài khơi cửa Trần Đề. Theo cự ly và chi phí vận tải dùng hấp dẫn trực tiếp bến cảng Trần Đề là thành phố Cần Thơ và các tỉnh Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Theo đánh giá, việc xây dựng cảng Trần Đề giúp tháo gỡ nút thắt trong hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, mà trọng tâm là giảm dần chi phí logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, đến cuối năm 2023, Bộ sẽ hoàn tất quy hoạch dùng nước cảng biển của khu vực và tỉnh Sóc Trăng để trình Chính phủ phê duyệt. Cảng Trần Đề khi triển khai được kết nối với hệ thống cao tốc
sẽ góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển cùng nền kinh tế cả nước. Chiều nay 7 tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng một số sở ngành của thành phố đã có buổi tiếp ông Mark Tatterson, Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam. Ông Mark Tatterson hy vọng thông qua chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Đồng thời cho biết Úc sẽ hỗ trợ các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long trong vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè trân trọng cảm ơn chính phủ Úc trong thời gian qua đã hỗ trợ cho thành phố thực hiện công trình, dự án thiết thực như xây dựng cầu nông thôn, nước sạch nông thôn, hỗ trợ học bổng cho sinh viên và giáo viên. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp Úc tiếp tục quan tâm đầu tư các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, tỷ lệ giải ngân đến hôm nay, ngày 7 tháng 8 năm 2023, so với quyết định Thủ tướng giao là hơn 47,5% và so với Hội đồng Nhân dân thành phố giao là hơn 43%. Số giải ngân ngân sách địa phương trong ngày hôm nay là 5 tỷ 290 triệu đồng. Bước vào mùa mưa bão, các công trình dự án đang triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã có phương án cụ thể nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết như hiện nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là gói thầu xây dựng cầu Dạng Lịch thuộc dự án xây dựng đường tỉnh 921 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Sau khi mặt bằng được bàn giao, đơn vị thi công là công ty cổ phần xây lắp miền Nam đã tập trung phương tiện máy móc thiết bị để thực hiện các hạng mục. Đến nay đã thi công 3 trụ của cầu chính và phấn đấu gác dầm vào cuối năm nay. Ngày trung bình ít nhất cũng phải được 50 người. Mình tranh thủ mình thi công trụ cầu và 3 cái xà mũ. Còn đây là công trình thi công đường và các cầu thuộc gói thầu số 17, dự án vành đai phía Tây, do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trên công trình luôn có khoảng 50 công nhân để thực hiện các hạng mục. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị tập trung hoàn thiện phần lắp trụ, sàn cầu. Những ngày mưa gió thì triển khai hạng mục phù hợp, không để gián đoạn. Phấn đấu hoàn thành 3 trên tổng số 5 cầu vào cuối năm nay. Thì hiện tại nhà thầu đang nhanh chóng để nhanh tiến độ thi công những hạng mục ở thi công phần dưới, để khi mà mưa bão đến thì những hạng mục phần trên thì nhà thầu vẫn có thể tiến hành thi công được. Hiện tại nhà thầu đã thi công K95 rồi, thì những phần âm và dưới, phần khó khăn khi gặp mưa bão thì đã thi công xong rồi. Và sắp tới kể cả có mưa bão thì nhà thầu vẫn triển khai được tiếp. Nếu mà mưa bão thì nhà thầu đang sẽ triển khai thi công phần mố trụ của cầu và gác dầm, thi công khoan cọc xi măng đất và đắp cát K95. Vì điều kiện mưa thì cũng đang rất là thuận lợi để thi công cái phần nền cát. Thành phố Cần Thơ tích cực chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án. Trên cơ sở này, các ban quản lý dự án cũng đã phối hợp với nhà thầu và tư vấn giám sát lập kế hoạch thi công cụ thể hàng ngày, hàng tuần. Đặc biệt có phương án thi công khi thời tiết mưa bão. Vào cái mùa này là cũng là cái mùa mưa bão, cho nên là cái thời tiết thì cũng mình cũng phải tranh thủ để làm cái phần vỉa hè bên trong để cải thiện cái hệ thống thoát nước, đảm bảo cái lưu lượng thoát nước nó không gây ngập úng sau này nữa. Tiến độ hiện nay thì cũng đang được Sở Giao thông Vận tải kiểm soát một cách rất chặt chẽ. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại các quận huyện để đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung quyết liệt sớm đưa vào một số các cái dự án trọng điểm vào khai thác sử dụng. Theo kế hoạch bố trí vốn của thành phố thì hiện nay đến thời điểm hiện tại thì ban đã giải ngân 100% kế hoạch vốn, đồng thời ban cũng đang xin bố trí vốn bổ sung để đảm bảo kịp thời cái nguồn tài chính cho các đơn vị yên tâm triển khai thi công. Mùa mưa bão thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11, do đó các đơn vị nỗ lực để thi công liên tục và có phương án phù hợp với tình hình thời tiết nhằm đảm bảo tiến độ các công trình dự án. Chúng tôi sẽ được tiếp tục chương trình. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp bàn về công tác quản lý Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà, thành phố Cần Thơ. Tham dự có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố. Các ý kiến tại cuộc họp đã thống nhất việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Phạm Văn Trà gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và hai quỹ viên do ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng. Đồng thời, đóng góp ý kiến xây dựng quy chế hoạt động của quỹ, công tác rà soát đối tượng và tổ chức trao tặng học bổng vào tháng 8 hàng năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện cho rằng, Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà đi vào hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa lớn đối với công tác khuyến học khuyến tài của địa phương. Do đó, Hội đồng Quản lý sẽ nỗ lực làm tốt công tác giám sát, quản lý, sử dụng đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả nguồn quỹ, đúng với tôn chỉ mục đích khi thành lập. Các sở ngành liên quan và Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà phối hợp để rà soát sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý để ra mắt Hội đồng Quản lý và tổ chức cho học bổng lần đầu tiên trong tháng 8 này. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Trường Xuân A tổ chức lễ gắn biển công trình tuyến đường đẹp, sáng, an toàn, đường cờ Tổ quốc tại ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân A. Đây là công trình thứ 10 được Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai gắn biển nhằm chào mừng Đại hội 11 Công đoàn thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028. Sau gần 2 tháng khởi công, đến nay công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 49 triệu đồng. Gồm hai hạng mục, hệ thống điện năng lượng mặt trời có 48 trụ đèn chiếu sáng, đường cờ Tổ quốc có tổng chiều dài 1.200 m, lộ giao thông nông thôn 4 m, đoạn từ cầu số 7 đến cầu Hào Ngọ và trồng 500 cây xanh, Hoàng Yến, Quỳnh Anh, Trăm Ổi qua 10 giờ, các loại trên suốt tuyến đường, nguồn kinh phí vận động từ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã. Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày, 8 và 9 tháng 8 năm 2023. Và trong nhiệm kỳ qua thì hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Trong đó, đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi được chăm lo tốt, các phong trào thi đua yêu nước phát huy hiệu quả, tạo nên khí thế sôi nổi, lao động sản xuất, học tập hăng say, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, nét nổi bật của công đoàn thành phố là chung tay cùng với các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như suất cháo nghĩa tình, chương trình bếp ấm, chuyến xe nghĩa tình, đã kịp thời hỗ trợ thực phẩm cho công nhân, viên chức, lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Song song đó, từ nguồn tài chính, công đoàn đã hỗ trợ cho trên 29.000 đoàn viên, người lao động bị F0, F1, cách ly y tế, khu vực phong tỏa, khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn và 10 trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19. Tổng số tiền trên 20 tỷ 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tham gia cùng chính quyền và hỗ trợ doanh nghiệp hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho trên 62.500 người lao động hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động tạm quản thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiền thuê nhà cho người lao động với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều hoạt động chăm lo cho công đoàn viên về sức khỏe và cả tinh thần. Hỗ trợ mấy ấm gia đình cho em rất là vui và hạnh phúc lắm, tại vì mẹ già 70 mấy tuổi, hai con em nữa nhỏ, rồi em vợ chồng đi làm thì cũng giàu lắm, có nhiêu cũng hết nhiêu à, rồi mùa nước lũ rồi mưa rồi xuống nữa thì cũng tội nghiệp mẹ nữa. Cảm thấy nó phấn khởi, nó vui hơn, nó căn nhà mà nó vô mà cảm thấy nó thoải mái hơn, nó không bị gió đồ thì mình cảm thấy an tâm công tác hơn. Bên cạnh chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, phong trào thi đua yêu nước cũng được các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ triển khai sâu rộng và có hiệu quả. Qua 5 năm, đã có 46.467 đề tài, thực hiện 638 mô hình dân vận khéo, đăng ký 538 công trình, sản phẩm. Nhiều đề tài, sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả tại các đơn vị. Từ cái việc phát động là 1 triệu sáng kiến từ công đoàn cơ sở, thì nó làm cho mình là kích thích là mình sẽ có những cái sáng kiến tốt hơn, ứng dụng tốt hơn vào tình hình hiện tại. Chẳng hạn như cái nước tưới ion nông nghiệp năm 2019, thì ban đầu mình chỉ ứng dụng trên cây có muối. Bây giờ mình sẽ cho triển khai qua màu. Và đặc biệt là vừa rồi là mình cũng mới triển khai cho các hộ trồng giá ở trong nội ô thành phố mình, đạt được kết quả rất tốt. Sau này nữa, hướng tới nữa,
thì đồng bằng sông Cửu Long chúng ta là giữa lúa, cho nên sẽ ứng dụng cái này vào bên nông nghiệp, đặc biệt là bên ruộng lúa, để tránh cái tình trạng xâm nhập mặn. Nhiệm kỳ 2018-2023, thành phố Cần Thơ có 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 1.200 công đoàn cơ sở với 82.252 đoàn viên, trên 86.622 công nhân viên chức lao động. 5 năm qua, đã giới thiệu 7.122 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, kết nạp. Đơn số đoàn viên công đoàn là đảng viên chiếm trên 28,69%. Bên cạnh đó, để đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố luôn năng động, sáng tạo, tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác quản lý sử dụng tài chính công đoàn được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Công đoàn thành phố Cần Thơ, Công đoàn thành phố Cần Thơ rút ra các cái bài học kinh nghiệm như sau: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm tạo cái sức mạnh tổng hợp để mọi hoạt động của công đoàn đạt hiệu quả và chất lượng cao. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Mọi hoạt động công đoàn phải tập trung về cơ sở, sát thực tiễn vì đoàn viên và người lao động để nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện tốt cái nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Kịp thời phát hiện những tập thể và cá nhân có thành tích để biểu dương khen thưởng, nhân rộng những cái điển hình tiên tiến và những mô hình hoạt động hiệu quả sáng tạo. Với vai trò là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trong thành phố, tin rằng công đoàn thành phố sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo trong hoạt động, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tối qua, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dòng sông kể chuyện được biểu diễn tại cảng Sài Gòn. Và đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. Dòng sông kể chuyện là chương trình nghệ thuật đặc biệt lần đầu tiên diễn ra trên sông Sài Gòn. Tại Thương Cảng đã được hình thành cách đây 160 năm, là thông điệp của thành phố giàu nội lực, bản lĩnh và sẵn sàng hợp tác để cùng bạn bè Nam Châu trong chiến lược phát triển thành phố bên sông. Với quy mô gần 700 diễn viên và nghệ nhân dân gian, ứng dụng các kỹ thuật kỹ xảo hiện đại, bao gồm nghệ thuật chiếu sáng 3D, mapping, hệ thống nhạc nước, hệ thống đèn laser công suất lớn, trình diễn flyboard kết hợp trình diễn drone show và pháo hoa, tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo, một chương trình nghệ thuật đặc biệt xứng tầm tại thành phố Hồ Chí Minh, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản và bản sắc văn hóa lịch sử riêng biệt. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong tháng 7 vừa qua, số lượt khách tham quan du lịch đến thành phố đạt hơn 481.000 lượt, nâng tổng lượt khách tham quan du lịch 7 tháng qua lên 4.472.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 86% kế hoạch năm nay. Trong đó, tổng số lượt khách lưu trú 7 tháng qua hơn 1.009.000 lượt, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 71% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch 7 tháng đạt gần 3.770 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, đạt 82% kế hoạch năm. Đạt được kết quả này là do các doanh nghiệp du lịch điểm dừng sinh thái không ngừng đầu tư, nâng chất và mở mới các dịch vụ. Đồng thời trong 7 tháng qua, thành phố và các quận huyện trên địa bàn đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo lượt khách tham quan như lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, việc xây dựng nông thôn mới của thành phố Cần Thơ đã đi được nửa chặng đường. Thành phố đã tiến một bước dài từ quán triệt chủ trương thay đổi nhận thức đến chuyển biến thành hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trong giai đoạn tiếp theo, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu xuyên suốt, đó là nâng chất toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn. Các năm qua, quá trình xây dựng nông thôn mới của Cần Thơ đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét, thực chất cả về lượng và chất để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.
thành phố tiếp tục giữ vững danh hiệu 100% xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời có 26 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố cũng xây dựng được 92 sản phẩm OCOP gồm 58 sản phẩm 4 sao và 34 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm có tiềm năng 5 sao. Hoàn chỉnh nâng chất cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cái giao thông và cái tổ chức sắp xếp là cái tổ chức sản xuất trong cái và phát triển kinh tế nông thôn, tạo ra được những cái sản phẩm mà OCOP đặc trưng cho cái từng miền quê của mỗi một cái xã nông thôn mới nâng cao. Đây là cái điểm nổi bật, qua đó thì góp phần cái tăng thêm cái thu nhập cho người dân. Bây giờ thu nhập là khá ổn định và có những anh em là đồng bào dân tộc là kiểu mẫu cho cái vấn đề sản xuất của trong địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Cần Thơ đạt trên 64 triệu đồng một người một năm. Xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt trên 70 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm dưới 2,5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% và 100% xã đạt tiêu chuẩn về chất lượng môi trường, 89,5% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch. Kinh tế nông nghiệp có đóng góp rất lớn cho cái tăng trưởng kinh tế của huyện. Đó nhờ cái tổ chức lại sản xuất, rồi là liên kết hợp tác, rồi tiêu thụ được cái sản phẩm của người dân thì góp phần nâng cao cái thu nhập, của người dân. Và người dân có điều kiện đóng góp để cái nguồn lực để xây dựng cái nông thôn mới. Khi chúng ta xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đều có những cái tiêu chí nó luôn có đi theo sát theo những tiêu chí của đô thị sinh thái. Từ đó khi chúng ta xây dựng là nông thôn mới của chúng ta thì nó là nền tảng, là tiền đề để phát triển đồng bộ với phát triển khu đô thị sinh thái trong thời gian sắp tới. Phát huy nền tảng đã đạt được, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025, toàn bộ các xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cùng một huyện nông thôn mới nâng cao. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất bền vững và hiệu quả, xác định doanh nghiệp giữ vai trò đòn bẩy và luôn chú trọng đến việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hôm nay, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên đang theo học tại trường. Trong thời gian 5 ngày, gần 300 sinh viên đăng ký tham gia khóa đào tạo nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo sẽ được hỗ trợ những kiến thức pháp lý khởi nghiệp, kiến thức cơ bản về truyền thông, marketing, tài chính, các phương pháp xác định nguồn vốn, kiến thức kỹ năng chuyên sâu trong xây dựng, điều hành và phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như lộ trình và cách thức gọi vốn từ các nhà đầu tư. Khóa đào tạo giúp học viên nắm bắt cơ bản các kiến thức kỹ năng công cụ, từ đó xây dựng cho bản thân quy trình hiệu quả trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp khi còn trên ghế nhà trường và sau khi tốt nghiệp. Thưa quý vị, tình trạng tập kết rác thải ở khu dân cư tiếp tục là vấn đề ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Người dân ở khu vực Thế Nhược 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều tiếp tục phản ánh về việc mùi hôi xuất phát từ bãi rác ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mọi người. Đó là những gì người dân sống ngay trung tâm thành phố Cần Thơ phản ánh. Bãi rác lộ thiên, nước thải tràn ra ngoài. Mùi hôi từ bãi rác cuối đường số 1, khu dân cư Thế Nhược 2 đang bào mòn sức khỏe người dân. Nhiều ngôi nhà quanh khu vực này luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Đóng kín mít cửa hết trơn à. Nó sáng là bước ra đường là chịu không nổi luôn á. Nó bốc mùi lên hôi lắm. Rồi con rồi nhiều khi không dám cho nó ra ngoài chơi. Sợ nó ho đồ vậy đó. Theo bà con, bãi rác này đã tồn tại khoảng 6 năm. Rác từ các nơi được tập kết về đây chất thành đống. Nước rỉ đen ngòm tràn ra mặt đường. Còn những lúc chiều cường lên hoặc mưa lớn, rác và nước đen lên láng. Vì sức khỏe và môi trường, người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị địa phương và ngành chức năng, nhưng đến nay chưa có biện pháp xử lý triệt để. Coi đống rác này có thể di dời đi không? Chứ ở ngay thành phố mình mà cái đống rác gì, mà khu dân cư gì đâu ai về nhà được, nhưng không dỡ được cái nhà cô gì cô đi bán thôi, cô đổi đi đâu vậy?
nhà nước cấp phải chịu thôi, chấp nhận thôi. Về đây ở là muốn cuộc sống nó trong lành hơn thôi, chứ tôi không cần gì hết trơn á. Nhưng mà về đây ngay cái bãi rác quá trời hôi thối rồi, mà khu dân cư mà chứa bãi rác như vậy là tôi không thể chấp nhận được. Theo bà con nơi đây cho biết, diện tích bãi rác dù đã được thu gọn lại, tuy nhiên hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt xe chở rác ra vào vị trí này. Bên cạnh đó, công tác xử lý mùi hôi và vệ sinh đường không được làm thường xuyên cũng góp phần làm cho môi trường càng thêm ô nhiễm, gây bức xúc cho người dân sống tại khu vực này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.